Để mà thấy được nhiều cái loại côn trùng hiếm thì phải đi tìm chứ gì? Để mà bắt được nhiều cái loại côn trùng hiếm thì dùng vật chứ không lẻ dùng cần câu. Bà nhiều chuyện quá bà Ruro. Bắt con hiếm hơn đi tao mới tin. Ok. 3 giây một like cho Nana TV. Đây nè chị Google. Á đù vương miệng luôn à. Bình thường thôi chị Google ơi. Ghê mậy. Bắt con hiếm hơn nữa đi tao mới nể. Ok. Thêm một lượt đăng ký kênh cho Nana TV. Tới công chuyện luôn nè chị Google ơi.